hai cho nên nghe đồng chỉ trẻ lắm mình nhặt từ lũ s đây là video mà tập số 99 của mình với mấy cái ác ở à, server 99. mươi chín rồi khá là trùng hợp em vip mười ba đội hình thì các bạn thấy rất là ấn tượng với omega rugo đã ở trạng thái 6 sao uhm, chủ ác là, mình cho rằng những người chơi tim tứ hồn thì omega rugo là mảnh ghép không thể thiếu được vì mình xét lại một lần nữa lý do đó là uh, thứ nhất omega rugo là con vị chất nhất tại thời điểm hiện tại uhm, đây là điều mình khẳng định ông nào phản đối cứ giơ tay đúng không chặt hết tay ngay này đùa đâu rồi nó là con bốt có thể nói là nó khỏe nhất tại thời điểm hiện tại mà mình tin rằng ai cũng phải lấy mình tiết lộ luôn một téo là hiện tại nó đã rất là khỏe lưng môn thì nó còn châu bò nữa đúng không lưng môn nó châu bò nữa tức tỉnh một khí nó còn trâu bò nữa đây, các bạn đây cái điều mà mình dám chắc luôn không lấy cái gì không lấy chứ Omega garu là không thể không lấy đây. rồi và đang chủ ác đã dốc toàn lực để lấy top 2 mình chả biết tốn gần trăm nghìn điểm cường lại để lấy được top 2 Omega google và đúng thật các bạn ạ với đội hình tứ hồn ví dụ đội hình này chẳng hạn thì rõ ràng một con vệ khủng nhất sẽ là cái yếu tố then chốt đóng hay là cái, cái 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 mảnh ghép cuối cùng cho cái team này à, mình để ý thì trước đó chủ đã có ghi năm sao đã có Omega Dugo đã có Dugo năm sao rồi các bạn, Rugo, Aqui, sao, rất là ổn các bạn, đặc biệt là Rugo, thức tỉnh vũ khí vân. Tuy nhiên vẫn bỏ bỏ đi và lấy Omega Rugo. Mình cho rằng đây là quyết định. Mặc dù tương đối là đau sót, nhưng mà có thể chấp nhận được và dễ hiểu được khi mà Omega Rugo, khi mà Rugo không thể sánh được so với Omega Rugo về mọi mặt luôn. Đúng không? Đây là điều mình nghĩ rằng mình cũng không cần phải thích nhiều. Ê, với những người chơi mua ác này thì mình nghĩ rằng sẽ gần như là chỉ việc vui lên thôi nâng môn là miếng các kiểu thôi Đấy, mà ác này mình cũng nói luôn là đã nâng môn gần như là đến mức tối đa rồi Ê, cụ thể thì sẽ có Lêu la dị Ê, trạng thái là trạng thái tứ môn mình nói luôn là lên là tứ môn cho Lêu la dị là sẽ tốn gần 200 mảnh bản năng đấy không phải đùa đâu chưa kể vàng viết một điều sách nha Đấy. la dị cũng từ à, giờ, dị cũng tứ môn luôn đây là ác của một người chơi mình cho rằng rất là tâm huyết với tứ hồn và sau này các bạn sẽ thấy bên Wiki đã chứng minh rồi tứ hồn không thua kém gì sáng thế hổ rắn chính xác hay hổ thì sau này phải tay hai k ba nó không thua kém gì sáng thế rắn hay là rùa giết gì cả Ê, hoàn toàn là cân kèo có cũng nếu như mà được luyện học tốt hơn thậm chí nó còn khỏe hơn Ê, và yêu dị cặp dị này đều đã được ở trạng thái tứ môn và sẵn sàng lưng lên lục môn nếu như có update à, kula cũng tương tự như vậy đã 6 sao và tứ môn cao thì chỉ nhất môn thôi vì nó mới áp lên đến thế thôi chít hỏa cũng từ môn, như vậy là full môn đúng không các bạn ngoại trừ thằng mới nhất là thằng Omega Google Cá nhân mình nhận định ông nào mà mua ác này về thì tốt nhất lưng lên nó nhất môn đi. mảnh vạn năng mình thấy còn nhiều đấy không phải ít đâu. Khi nên nhắc môn thì ác này thì 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 Omega Duo được thêm 5% tỷ lệ đỡ đòn, rõ ràng rất rất là hơi đúng không? rất là hơi. Đấy khi nó là một cái tướng vệ. Thế này mảnh vạn năng mình để ý còn tới gần 200 mảnh như này đúng không? Mấy thoải mái đi. Mà sáu sao cả rồi, ông còn tích mảnh vạn năng làm cái gì nữa đúng không? Chà phải tích mảnh vạn năng làm gì cả hết môn luôn để cho những cái võ sĩ chính trong đội chính này luôn như thằng Omega Google chẳng hạn đấy, sau này lục môn cũng thế bùi tiếp lên đấy, này ở ác xem vừa chín mươi chín là cũng rất là sát so với S chín tám của mình lực chiến ác này thì cũng không thua gì cả đúng không không thua gì server mình cả đấy, nếu không muốn không muốn không nói là nhìn hơn một chút ác này trong hai mươi giờ năm chín ngày hôm qua thì nó rơi vào <laughs> nó rơi vào top mấy nhỉ nó rơi vào top uh, Top, top, top 6 đúng không? Còn hạng đấu trường hiện nay thì nó rơi vào top mấy? cũng là top 6 luôn như vậy tương đối là chắc chân ở trong top 6 đây cũng là điều dễ hiểu thôi khi mà đội hình của nó ngon khỏe Omega Rugo lại là con tướng có thể nói là có sức mạnh và áp đảo hiện nay khi mà những ai không có Omega Rugo rõ ràng đang gặp rất là nhiều bất lợi trước cái sức mạnh của nó mình trách kỹ hơn về danh sách võ sĩ si mà ác này đã có cực kỳ nhiều boss các bạn ạ em vip 13 mà rồi rất nhiều boss đúng không bên dưới này chỉ còn thiếu mỗi bộ đôi tổ chức nest đó là inis và kuizadid không chơi team rắn mình nghĩ rằng đợi hồn hạp inis cũng như là hồn hạp kuizadid thôi để gọi là lấy về kích duyên cũng như là tăng uy là chính thôi duyên thực dạng chả có mấy chủ yếu tăng uy là chính thôi còn đâu đội hình chính của nó là ngon lành hành đảo hết rồi đúng không quá là, là tuyệt vời rồi mình check kỹ từng hãng một à, từng võ sĩ một lêu la dị cao nét đều thức tỉnh vũ khí từ 2 sao trở lên Chít hỏa ba sao luôn Cula với cùng là Omega Duel Có chăng Ác này hơi đáng tiếc một chút Lợi tức thì vẫn còn là Rất là nhiều các bạn nha Trên 20 ngày đó Siêu lợi tức luôn Chứ phải lợi tức Chủ ác à, Mình nói luôn là đi lấy vợ Nên là Bán ác thôi Chứ cái gì nhỉ Giờ tương đối nhiều tính năng rồi Không có thể là Nhiều thời gian để ngồi cái quốc nữa Các bạn ạ Ngoài ra thì mỗi người nó sẽ có một cái niềm vui và niềm vui nó sẽ tồn tại trong khoảng thời gian nhất định chứ không thể là mãi mãi được mình cũng rất là thông cảm với chủ ác thôi có một điều hơi đáng tiếc của ác này nó là ác facebook tuy nhiên thì mình nghĩ rằng với những người chơi không có nhiều thời gian canh me 8 tiếng một lần thì đây lại là một trong những cái lợi thế khi mua ác facebook nó thứ nhất là giá rẻ giá rẻ hơn một chút so với ác kia ngoài ra thì ác facebook nó thiệt cái gì so với ác này đó là nó bị lỗ khoảng độ 3.000 kim cương một tháng tức là khoảng 100 kim cương một ngày À, tuy nhiên bù lại ác vip 13 thì nó sẽ được quay mèo ở mốc tối đa đấy, Tức là cả mốc 41.000 này các bạn Ngoài ra thì được nhận quà lợi tức hàng tháng Nó rơi vào khoảng độ 25 hay là 50 mảnh vãn năng ấy Trong một tháng Ít thêm ít đá thần tí trẻ vân Đấy ngoài ra thì thì ấy nó sẽ được nhận nhiều thêm cái phần quà ưu đãi ưu nhất gì đấy của cái này khi có sự kiện sinh nhật sinh nhất gì đấy đúng không? Đấy. còn đâu thì mình cũng phải nói là ác là facebook cho nên giá của nó sẽ tương đối là rẻ uh, rẻ một chút cho các anh em uh, có thể gọi là gì nhỉ bù lại cái lượng kim cương mà mình đã bị mất tuy nhiên mình xác lại là ngoài thế thì Facebook nó chả có cái lỗi gì cả Đấy. Uh, uh, giá ác này là 1,7 triệu cho anh em nào xúc cái ác này Đội hình có, mình có thể nói luôn là cực kỳ ngon Và có thể nói là tối ưu hóa nhất hiện nay rồi uh, Đầy đủ hết các tính năng rồi uh, 1,7 triệu này thì đã bao gồm toàn bộ uh, phí bảo mật Từ A đến Z uh, Ờ, cũng như là cam kết từ tờ lũ chỉ tải đúng không em bảo mật về vấn đề thực ra thì cái gì chứ việc về vấn đề bảo mật thì mình chưa bao giờ để xảy ra lỗi lầm gì cả có xảy ra thì mình cũng luôn luôn là sửa một cách cực kỳ gọi là 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 cặn kẽ nói chung thì các anh em mua ác thì cũng cứ yên chí về cái khoản bảo mật một phẩy triệu là giá toàn bộ cho phần bảo mật không phát sinh bất kỳ thêm một chi phí gì khác bạn nào mua ác thì liên hệ với mình theo số điện thoại cũng như là link facebook bên dưới phần mô tả của video đây video bán đã tập số 99 với một cái ác ở server 99 hẹn lại các bạn video tiếp theo.